ghi nhé. Scan wifi. Rồi vào tạo user, sang user, tạo user mới, create user. Ok. Yes. Đây mà. Sau đấy vào với sừng so. Chọn là ok đi. Chúng ta tập kinh đầm. Sinh năm 90 cho nhanh. Mình có cái mèo ở đây không nhỉ? Đây. Chưa có cái mèo nào nhỉ? Mèo á? Ừ. Kiểu free mèo rồi. Bây giờ nó không free, nó bắt buộc phải có mèo để xác nhận. Em có một cái không nhỉ? Dân còi 1886 hotmail.com ra lại đi. Này mới. À, người tạo thì người tạo. Hồi này mới tạo mà. Hồi cái này. Em vào xây đấy, xây app đi. Chọn xây app. Này có tiếng đấy. Xuống dưới. Chọn app. Cái tiếng là click new. Click new, click new. Continue. Continue. Concept đi. Địa chỉ Giang, nhập địa chỉ của Giang vào. Giang còi. Giang còi. 886. A còng. A còng. Hot luôn. Hot à? Phát như cửa hàng mình thôi. Ok, một em bạn. Ok. Phát này nhớ là mà phải có số đằng sau nhé. Hot game, ví dụ đây là hot game 27. Nhập lại password lần nữa. Quay. Địa chỉ này email đã được dùng. Vấn đề là phải tạo một email mới thôi. Rồi tạo là cái gì nhỉ? Phải ngồi tạo đã. Ai có email không? Vâng. Vâng, mày có email không? Em có một cái em dùng mất rồi. Email của mình thì dùng liên tục, mình không cho được. Email của em anh dùng. Giờ phải đăng ký một tài khoản email mới thôi. Ngọc Trinh. Giang tạo email mới, Hotmail thôi nào. Tạo Gmail hay Hotmail? Hotmail đi. Yahoo nhanh nhất. Yahoo cũng được, miễn cái nào không cần phải xác nhận số điện thoại. Gmail nó bắt xác nhận số điện thoại. Đây là trên PS3 thì hôm nay em Tết 3 nó không free à? 3 free mà. Free đây cũng được đâu. Mà hôm nay em tạo đây được. Ok ok. Không có Nhưng không bắt xác nhận à? Tết 3 không bắt xác nhận à? Tết 3 anh tạo thoải mái. Nó không bắt hỏi gì đâu. Tết 3 là không phải xác nhận và email. Thêm số đằng sau. Siêu pet thì thêm số đằng sau. Không cần đâu, được rồi. Continue luôn. Continue đi. Viết 3 thì nó không đòi hỏi. Nó không hỏi gì. Nhìn tình thôi, không phải cần chính xác đâu. Lại bịa được. Không quan trọng này. A đi. Chữ A là sao? Rồi. Giới tính. Rồi. Continue. Để sau. Địa chỉ...
địa chỉ hay cái linh tinh đi. Không, cái code nó phải đúng đấy chứ anh nhá. Đúng cái code hả? Code nó bắt phải đúng thì mới được ạ. Không có code ở đây nhỉ. Code chỗ nào? Giờ nhìn có code UK vậy này. City là ghi là London. Viết liền. Viết liền đi. Ở dưới nó có, ở dưới nó có cái gì anh? United Kingdom ấy. United Kingdom thôi. Ừ, cái này thì mình cứ ở trên London, ở dưới này London được mà. Ừ. Nó không, không bắt phải gì đâu. Phải phần mặt tay quá. Rồi. Port code là... Dark New gì đấy? Đây là Dark New 1T3F. K1T. Đâu em phải vào 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 cái xuống bậc bậc như là thế này. Nhưng mà anh tay trả cốt em biết trang nào mà trang. WTF đây. WTF. FS các không biết thằng nào mà trang. WT. W1T. W1T. Xong rồi cách 3F. Cách chưa? Cách 3F. Em nghĩ không. Thì có cách nhỉ? Em nghĩ là cách. Nó thế. Nghĩ là được là được. Xuống. Chơi PES 15 có trên cái bài ạ? Có rồi. Có cần tập nhận được gì? Em phải làm theo cái video anh sắp up này. Để làm một tài khoản của anh. Sau đấy tải cái ảnh 1.01 thì nó có tự động có chuyển nhượng hết luôn. Lên đâu anh? Đây là chưa ảnh. Chưa có gì ảnh. Em không, em mang máy về xuống đây được không? Em xem video đi, tối về anh up lên, cứ làm theo video là xong, làm ở nhà là xong. Có địa chỉ email rồi gì? Vâng. Ok. Cho nơi chứ. Viết đi. Có tài khoản PSN chưa? Chưa có thì làm xem video giống với em video này, lên là tối anh vứt lên trang chủ. Nói chung là cái này chủ yếu là cái code này thôi, cái code là cứ có là cứ vào đâu. Bỏ đi, kèm. Ồ, cái code mới đúng, nó mới lấy được. Năm nay nó rẻ. Ok, sau đấy đăng nhập tài khoản vào thôi. Đăng kèm nhá. Rời cho iPhone. Alo ạ. Máy và iPhone mình có võ. Nhập đi. Quan trọng nhất cái cốp biểu điện thôi. Bang thành phố lên trang chủ, anh sẽ up lên YouTube có link trang chủ thì trang chủ. Về thì anh về xong anh up tối là có đấy. Xoay tạo xong tài khoản đăng nhập vào xong rồi tải pack. Rồi vào đĩa đi. Vừa vào đĩa không cần phải vào đây. Giờ đi phồn sót quá. May có vỏ không thì vỡ mắt. Không mang máy ra đây anh nhỉ. Em mang máy ra đây thì em cũng phải làm như thế này, có thời gian đợi cũng như thế này. Thì nó em làm tự, nó không tập cập nhật như cái bản như hồi xưa. Vết 4 thì nó mới tự cập nhật. Vết 3 là phải làm tài khoản. Chọn bộ 12 triệu cả vết. Hai tay một đĩa. For what? For PS3 or PS4? PS4 which game? Sau khi tạo xong tài khoản thì mọi người vào đi vào game. Vào game PES 15. Có đạt là pack cái máy có. Which game? Đã ra pack nhỉ? Chỉ mọi người vào chỗ nào có, nó chủ yếu là không đăng nhập vậy thôi. Ok. We don't have that game. Ok.
Thôi xong rồi, thấy mèo của em rồi. Đâu đến bằng đấy. Vào để em biết đi. Không bảo, thôi xong cái mèo của em mà được đem lên diễn đàn. Mất vậy. Toàn tí tía đổi pass đi à sao? Em có dùng nào? Đây em đùa. Toàn mấy cái tin hot ở trong đây. We close now, so can you call back tomorrow? Tomorrow okay. We'll send. Mình vào tự nhiên kết nối luôn. Cái đau. Bạn xem vào trang game luôn. Khi nào có từ từ có update mới nó hiện trong ngày ở đấy khi mà vào nó set đi. Tại ông Tây hôm qua chắc là đi mua máy ở đâu rồi bây giờ đòi mua game WWE GTA 5 alo 5 đợt 18 ở 535 đấy bắt đầu rồi. Ừ, em lấy gì nhỉ? Chưa kể là thời gian tải đây, máy này nó tải rồi nên bỏ qua được không tải. Mà ôi cha, ôi cha là một ngày update pass. Có wifi, có bắt wifi. Đây mọi người chuyển sang phần ôi cha đây. Ôi cha. Rồi T3 bắt được wifi. Xong rồi chọn phần datapack update. Sau khi update datapack thì sẽ có file chuyển nhượng. Do download update data pack mất khoảng 10 phút nên là có thể bỏ qua, sau khi download xong tự động sẽ có chuyển nhượng thôi. Bấm tâm giác, cái cô bấm tâm giác ở trên đầu. Ừ, đó đấy phải. Không, cái đấy là để, cái đấy là chỉ là để lock hai luôn. Chưa hai mà lock vào đấy thôi. Có được anh. Ok ok, thế là xong. Nhớ là khi mà vào giao diện game này thì các bạn góc bên trái này sẽ hiện là lộ là bấm tam giác để lộ để đăng nhập tài khoản VSL, thì các bạn đăng nhập tài khoản bạn vừa tạo vào là xong.